Điểm, đã bị phong. Một, không. Mở bóng ra ngoài, đội điểm, đá đồng hồ, một. Mở bóng tốt, đội điểm, đá điểm tốt, 2-1. Điểm đã được phân 3-1. Phát bóng tốt, điểm đã được phân 4-1. Điểm bóng đã được phân 5-1. Đó là thông qua đội điểm cho đồng hồ 5. Điểm đã đồng hồ 4-12.
Địa điểm đã nghỉ xem. Đánh bóng đẹp, địa điểm đã nghỉ xem. 14-5. Oh!
điểm các đồng hồ 9-22. Đội điểm các nghệ sĩ 23-9. Đánh bóng không qua, điểm các nghệ thuật 24-9. Đánh bóng không qua, điểm các nghệ thuật 25-9, 2 đội nghỉ 5 phút. Điểm các nghệ thuật 1-0. Nghĩa Sơn đánh bóng tầm lưới, điểm đổi cho Đồng Hợp 1-0. Đồng Hợp đánh bóng vào sân, điểm đổi cho Nghĩa Sơn 2-1. Đánh bóng ngoài sân, điểm cho Nghĩa Sơn. Đánh bóng trong sân, điểm cho Đồng Hợp 2-0. Đánh bóng tốt, điểm cho Nghĩa Sơn 3-2. Tạt bóng ra ngoài, điểm đủ. Đánh bóng vượt qua, điểm cho Nghĩa Sơn 4-3. Đánh bóng lỗi kỹ thuật, điểm cho Nghĩa Sơn 4-5-3. Đánh bóng tốt, điểm đổi cho Đồng Hợp 4-5. Đánh bóng tốt, điểm cho Nghĩa Sơn 6-4. Đánh bóng vượt qua, điểm cho Nghĩa Sơn 7-4. Đánh bóng tốt, điểm đổi cho Đồng Hợp
5, 7. Điền xuân đánh bóng tốt, điền cho Điền xuân 8-5. Đánh bóng ngoài sân, điểm tới đồng hợp 12-16.
quả bóng tốt, điểm cho Đông Hiệp 16-19. Có lên thẳng chết đấy. Đánh bóng ngoài sân, điểm đổ Tết Đình Xuân 20-16. Chạm bóng tốt, điểm Tân Đề Xuân 21-16. Đánh bóng tốt, điểm đổi cho Đông Hợp 17-21. Đánh bóng lệ kỹ thuật. Đánh bóng ra ngoài, điểm đổ cho Đông Hợp 18-22. Đánh bóng ngoài sân, điểm cho người Xuân 23-18.